Brazil sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Lee Sung Young. Nguy hiểm. Bóng được chuyền cho Cristiano Ronaldo. Neymar. Và đây là cú sút. Vào rồi, thật tuyệt vời. Đó là pha kết thúc rất gọn gàng, bóng bay lên góc trên cùng của khung thành. Anh chàng thủ môn đã hoàn toàn bất lực. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Alexandro. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Tạt bóng đi. Anh ấy chơi rất tốt. Alexandro. Một đường chuyền gọn gàng. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Kim Min-jae đã giành quyền kiểm soát bóng rất tốt, đúng thời điểm. Phối hợp tốt. Vâng, đúng như vậy. Thật dễ dàng cho thủ môn với pha bóng đó. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Có thể có bàn thắng. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Rafael Diaz Bertoli. Cơ hội. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Lee Sung Young. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Ronaldo. Cuộc đối đầu đến đoạn cao trào và chàng thủ môn là người chiến thắng cuối cùng. Một pha bóng tuyệt hay, nhưng nỗ lực tấn công cũng rất đáng ghi nhận. Cơ hội nguy hiểm cho tuyển Brazil. Kim Min-jae đã chiến thắng trong pha tranh chấp. Marcos Llorente Moreno. Pha chuyển bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Có cơ hội ngay bây giờ. Một cơ hội tốt và anh ấy đã lãng phí nó. Lee Sung Young. Chuyển bóng lại. Ronaldo. Anh ấy có thể sút. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Vẫn còn nguy hiểm. Rất nhiều đường chuyền. Thủ môn đã bắt được bóng. Thế trận đang vô lê. Tuyệt vời. Đường chuyền xuất sắc. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Cơ hội là đây. Sút đi. Vào. Đó là một pha ghi bàn đặc biệt. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Tỷ số được đưa lên 2-0.
Marcos Llorente Moreno. Chúng ta quyết định thời gian bây giờ là 3 phút. Tăng tốc. Và đây là cú sút. Bóng chạm xa và ngăn chặn tuyệt vời. Hay không là chứ. Vâng, tôi định quyết định sẽ giữ anh chàng tiền đạo cánh ra khỏi sân vì màn trình diễn quá tồi của anh ấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Hàng công của đội cần một nhân tố mới thi đấu tốt hơn. Ki Sung Yang. Không có nhiều khoảng trống để tấn công. Tạt bóng đi. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy. Chuyền bóng lại thành công. Đó nên là một cơ hội. Hat-trick. Đây là một ngày không được quên với anh ta. Một pha mừng rất là mắt. Có được một cú hat-trick là một trải nghiệm tuyệt vời. Và anh ta đã làm điều đó. Vâng, sau khi ghi được bàn thắng thứ hai, anh ta rất tự tin là mình sẽ có cơ hội lập hat-trick. Ba không rất nhanh chóng và gọn gàng. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Ronaldo. Có cơ hội. Đây rồi, bàn thắng. Đó là một thắng. Một dấu hiệu quan trọng giúp cho thế trận của đội bóng tốt hơn. Một thế trận áp đảo. Có thể nói là trận đấu đã kết thúc ở đây. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Ronaldo. Có cơ hội ngay bây giờ. Ghi bàn trong bất kỳ môn thể thao nào đều đáng để ăn mừng. Nhưng khi bạn ghi được 2 bàn thì đó là một điều gì đặc biệt. Tôi phải nói rằng đó là trận đấu một chiều. Nhưng tất cả sự tin tưởng của đội bóng đều dồn vào các bàn thắng. Ronaldo. Sút. Vào. Cứ như một set tennis trắng vậy, tỷ số là 6-0. Ronaldo. Sudi. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Các tình huống phạt góc thế này thì nguy hiểm chẳng kém gì phạt trực tiếp cả. Antonio Rüdiger. Ronaldo. Thật tuyệt khi sút. Vào rồi, thật tuyệt vời. Anh ấy không cần dùng quá nhiều lực, chỉ cần vừa đủ để bóng đi vòng qua thủ môn. Một cú sút rất tốt. Và tôi nghĩ anh ta đã thi đấu với một sự tự tin rất lớn để thử điều đó. Và anh ta đã thành công.
Chỉ có một đội bóng thực sự thi đấu ở đó, họ có được kết quả tốt. Bạn có thể xem tỷ số cũng biết được đội nào đá tốt hơn. Chỉ cần một cú tấc bóng để qua đó. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Sút tuyệt vời. Hoàn toàn là trận đấu một chiều, đúng với bảng tỷ số trận đấu. Ronaldo. Họ chuyền bóng như thế, có cơ hội ngay bây giờ. Vào. Vâng, rất độc đáo, phản xuất điểm rất đẹp. Yeah, anh ấy đã ghi bàn. Thủ môn đã bất lực với quỹ đạo bay của trái bóng. Một đội bóng nghiêm túc với trận đấu hôm nay, trận đấu một chiều. Ronaldo. Anh ấy có thể sút. Anh ta đã bắt được bóng. Tất cả đã sẵn sàng cho pha hỗn chiến ngay trong vòng cấm địa. Không ai ngăn cản. Đó nên là một cơ hội. Quá đáng tiếc, nếu đúng vào góc xứng đáng đưa vào sách giáo khoa. Vâng, đó là nếu nó được hiện thực hóa thành bàn thắng cơ. Quá thiếu may mắn cho tình huống vừa rồi. Neymar. Philip Lam. Marcos Llorente Moreno. Có cơ hội. Thật gọn gàng. Khi sung nhằng. Trọng tài thông báo còn 4 phút bù giờ. Có cơ hội ngay bây giờ. Đây rồi, bàn thắng. Vâng, điều này được xem như là chấm dứt cơ hội chiến thắng cho đối thủ. Vâng, họ sẽ giành chiến thắng, kết quả đã rất rõ ràng. Bàn thắng như thắp lên hy vọng phải không anh? Màn chỉ diễn qua đội phản ứng đúng với bảng tỷ số hiện tại. Firmino. Rafael Diaz Petoli. Đây rồi. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Đây thật sự là một chiến thắng hủy diệt. Họ không bao giờ khiến chúng ta quá ngạc nhiên về những chiến thắng. Họ vẫn tiếp tục có được một chiến thắng dễ dàng. Yeah, họ luôn là như vậy, khá thường xuyên. Neymar. Và đây là cú sút. Vào rồi, thật tuyệt vời. Cơ hội nguy hiểm, anh ấy có thể sút. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Thế trận đang xoay chiều. Cơ vô lê. Tuyệt vời. Cơ hội là đây. Ôi, bóng đã được giữ lại. Vào. Tăng tốc. Và đây là cú sút. Bóng chạm xà. Pha ngăn chặn tuyệt vời.
Đó nên là một cơ hội. Hat-trick. Đây là một ngày không được quên với anh ta. Có cơ hội. Đây rồi, bàn thắng. Có cơ hội ngay bây giờ. Ghi bàn. Sút vào. Sút đi. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Thật tuyệt khi sút vào rồi, thật tuyệt vời. Sút tuyệt vời. Họ chuyền bóng như thế không cần. Có cơ hội ngay bây giờ. Vào. Anh ấy có thể sút. Anh ta đã bắt được bóng. Tất cả. Có cơ hội. Có cơ hội ngay bây giờ. Đây rồi, bàn thắng.